Chào các Pioneer, chúc các bạn ngày mới tốt lành. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số Pioneer sẽ thành công rực rỡ với Pi, trong khi những người khác bị bỏ lại phía sau không? Để tôi chia sẻ một góc nhìn đột phá, chỉ 20% Pioneer sẽ vươn lên dẫn đầu và thực sự thành công trong Pi Network. Tại sao vậy? Vì hầu hết mọi người chỉ khai thác Pi một cách thụ động mà không có chiến lược. Nhưng không phải bạn đúng không? bạn muốn nằm trong nhóm 20% dẫn đầu đó không? Trong video này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về các động lực thú vị của Pi sau khi mở mạng lưới chính thức. Bạn sẽ tìm hiểu về năm nhóm người dùng khác nhau sẽ xuất hiện. Chiến lược giúp họ nổi bật và cách bạn có thể định vị bản thân để đạt được thành công. Câu hỏi dành cho bạn, bạn đã có kế hoạch gì cho số Pi của mình chưa? Chiến lược của bạn để thành công khi mạng chính mở là gì? hãy chia sẻ câu trả lời của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé. Hãy hình dung thế này, sau khi Pi mở mạng chính thức, người dùng sẽ tự nhiên phân thành 5 nhóm khác nhau, mỗi nhóm đều đóng một vai trò nhất định trong hệ sinh thái. Nhưng kết quả lại rất khác biệt. Sự khác biệt nằm ở chiến lược mà họ áp dụng. Nhóm 1, những nhà lãnh đạo xuất sắc. Đây là những ngôi sao sáng của Pi Network. Họ tham gia từ sớm, xây dựng các mạng lưới giới thiệu mạnh mẽ, đạt tỷ lệ khai thác cao và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng họ sở hữu một lượng lớn pi và khi mạng lưới chính thức mở cửa họ sẽ nắm giữ phần lớn nguồn cung chiến lược của họ là không bán ồ ạt số pi đang sở hữu chỉ bán một phần nhỏ để duy trì thanh khoản giữ lại phần lớn để chờ đợi giá trị của pi tăng cao đầu tư pi vào các doanh nghiệp sản phẩm hoặc dịch vụ để mở rộng giá trị thực tế của pi làm tiên phong trong giao dịch. Chứng minh cách Pi có thể hoạt động trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn muốn nằm trong nhóm này, hãy nghĩ lớn và hành động chiến lược ngay từ bây giờ. Nhóm 2. Người dùng thông thường. Họ khai thác Pi một cách đều đặn, nhưng không tích lũy được lượng lớn Pi. Mục tiêu của họ là sử dụng Pi vào những mục đích thiết thực. Như mua sắm, thanh toán dịch vụ, hoặc hỗ trợ các dự án trong hệ sinh thái. Chiến lược của họ là duy trì sự ổn định. Không đầu cơ. Sử dụng các ứng dụng như Map OP hoặc Fisai Forum để mua sắm và thanh toán. Tránh rủi ro từ việc giao dịch đầu cơ. Thay vào đó tập trung vào giá trị dài hạn. Nếu bạn muốn thuộc nhóm này, hãy tiếp tục khai thác, nắm giữ và sử dụng Pi thường xuyên. Mỗi giao dịch sẽ góp phần tăng cường giá trị thực tế của mạng lưới. Nhóm 3. Người tiêu dùng Nhóm này không khai thác nhiều pi, nhưng nhận thấy tiềm năng của nó, họ sẵn sàng chi tiền thật để mua pi cho các mục đích sử dụng thực tế như thanh toán, dịch vụ hoặc trao đổi trong hệ sinh thái. Chiến lược của họ là chỉ giao dịch P2P với các nguồn đáng tin cậy, tránh mua quá nhiều để đầu cơ. Dùng pi vào những việc có ý nghĩa, từ mua sắm đến giao dịch kinh doanh. Nếu bạn thuộc nhóm này, hãy nhớ kiên nhẫn là chìa khóa. Chỉ mua những gì bạn cần và sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Nhóm 4, những nhà đầu tư có tầm nhìn xa. Đây là những nhà đầu tư và doanh nhân nhìn thấy Pi không chỉ là một loại tiền tệ, mà còn là cơ hội để xây dựng điều gì đó lớn lao hơn. Chiến lược của họ là thiết lập doanh nghiệp chấp nhận Pi, khởi chạy các dịch vụ hoặc nền tảng mới để tăng cường hệ sinh thái, nghiên cứu xu hướng thị trường tìm hiểu nhu cầu của cộng đồng và tung ra các sản phẩm sáng tạo nhóm này tập trung vào việc tạo ra giá trị thực tế giúp hệ sinh thái pi phát triển mạnh mẽ nhưng họ không liều lĩnh họ đa dạng hóa các khoản đầu tư để đảm bảo không quá phụ thuộc vào biến động giá của pi nếu bạn đang hướng tới con đường khởi nghiệp chìa khóa là hãy suy nghĩ về những gì bạn có thể đóng góp cho mạng lưới không chỉ là những gì bạn có thể lấy từ nó những doanh nghiệp hòa hợp với tầm nhìn cộng đồng và đổi mới của pi sẽ nổi bật và phát triển mạnh mẽ nhóm năm nhà đầu cơ đây là những người giao dịch những người cơ hội hy vọng kiếm lời từ sự biến động giá cả họ không quan tâm đến sự phát triển của hệ sinh thái hay giá trị thực tế của đồng pi tất cả chỉ xoay quanh việc mua giá thấp và bán giá cao nhưng đây là vấn đề pi không phải là một dự án tiền điện tử thông thường nó được thiết kế với các cơ chế bảo vệ để ngăn chặn việc thao túng giá vì vậy với những người này con đường phía trước sẽ đầy thách thức nếu không thay đổi tư duy nhóm này có nguy cơ bỏ lỡ tiềm năng thực sự của pi nếu bạn đang bị cám dỗ bởi việc đầu cơ hãy suy nghĩ lại giá trị thực sự của pi nằm ở tính hữu ích của nó thay vì cố gắng đánh bại thị trường hãy nghĩ về cách bạn có thể tham gia và hưởng lợi từ hệ sinh thái đó mới là nơi lợi nhuận thực sự. Sự thật mà nhiều p khó chấp nhận, thành công trong Pi không chỉ là về việc khai thác, mà là về cách bạn sử dụng những đồng coi đó. Nhưng rất nhiều người đang ám ảnh bởi viễn cảnh giá Pi lên đến 314.159 đô la, ngồi trên một đống coi với hy vọng bán ở mức giá cao ngất ngưỡng này. Nhưng không có chiến lược cụ thể. Họ có thể sẽ chấp nhận mức giá thấp hơn nhiều. Ngay cả hiện tại, khi mạng lưới mở vẫn còn ở phía trước. Một số người đang bán đồng pi của họ chỉ với giá một đô la trên các thị trường giao dịch ngoài. Hãy tưởng tượng. Bạn từ bỏ tài sản tương lai của mình chỉ để nhận vài đồng xu lẻ. Thành công trong pi, cũng như trong cuộc sống, đòi hỏi nỗ lực. Kiến thức và hành động. Những ai dành thời gian để học hỏi, lên chiến lược và tích cực đóng góp cho hệ sinh thái. Sẽ nằm trong nhóm 20% dẫn đầu phần còn lại sẽ là những người tham gia thụ động câu hỏi lớn là bạn muốn thuộc nhóm nào bạn sẽ là một trong những người đi đầu tận dụng sự nhìn xa trông rộng của mình hay sẽ đứng ngoài quan sát khi những người khác xây dựng sự giàu có điểm mấu chốt là pi không chỉ là một dự án nó mang đến cơ hội độc đáo để định hình lại cách chúng ta hiểu về tiền tệ và cộng đồng là những pioner chúng ta có cơ hội tạo dựng một chân trời mới trong tài chính số Mỗi hành động bạn thực hiện có thể thúc đẩy tầm nhìn này tiến xa và để lại dấu ấn lâu dài. Để tận dụng tối đa cơ hội này, điều quan trọng là phải đảm nhận vai trò của mình một cách có mục đích và định hướng. Hãy dành thời gian để hiểu về hệ sinh thái Pi, nắm vững các nguyên tắc của nó và tham gia một cách ý nghĩa trong cộng đồng. Quyết định của bạn hôm nay sẽ định hình tương lai của mạng lưới, vì vậy hãy thực hiện chúng một cách cẩn trọng. Hãy tập trung luôn cập nhật thông tin và tiếp cận mọi bước đi với mục đích rõ ràng hãy nhớ rằng bạn không chỉ là người tham gia bạn là một pioneer người đang xây dựng nền tảng cho điều gì đó mang tính cách mạng thành công trong p không chỉ là khai thác mà là chiến lược sự đóng góp và cách bạn định vị bản thân trong dự án thay đổi cuộc chơi này nếu bạn thấy video này hữu ích đừng quên nhấn thích chia sẻ và đăng ký kênh của tôi sự ủng hộ của bạn giúp tôi mang đến cho bạn những thông tin và cập nhật mới nhất về p network nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý tưởng nào đừng ngần ngại chia sẻ tôi luôn lắng nghe ý kiến từ bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất cập nhật thông tin và giải trí không phải là lời khuyên đầu tư tài chính bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến của các chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo